học sinh Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Chiều 21 tháng 2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã đưa ra quyết định trên. Đây là lần thứ tư trong tháng Hà Nội ra hạn nghỉ học cho học sinh, sau 8 ngày nghỉ Tết Canh Tý, 3 tuần nghỉ phòng dịch. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh cho học sinh nghỉ hết tháng 2, đi học từ đầu tháng 3 nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, trong đó có học sinh và thể theo nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh cũng như kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đón học sinh quay lại trường, ông Trung yêu cầu tất cả quận huyện, nhà trường đảm bảo ít nhất mỗi phòng học có một nhiệt kế điện tử, chuẩn bị đủ xà phòng, nước rửa tay. Cuối tuần này và cuối tuần sau, các trường tiếp tục khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, tập huấn cho tất cả giáo viên cách đo thân nhiệt cho học sinh, xử lý khi phát hiện có em ho, sốt. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, đến nay 15 trong tổng số 16 người nhiễm virus corona tại Việt Nam đã xuất viện, từ ngày 13 tháng 2 tới nay chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus corona, số người giám sát tại bệnh viện là 77, đều có kết quả âm tính. Hiện còn 465 người được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, nguy cơ lan rộng tại các nước và vùng lãnh thổ khác. Ông Hạnh nói và cho rằng Hà Nội vẫn phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Văn Quý đánh giá Hà Nội vẫn có nguy cơ do còn trường hợp phải giám sát và nằm giáp danh với Vĩnh Phúc, nơi có nhiều người nhiễm bệnh. Qua thăm dò trực tiếp và mạng xã hội của một số trường, 85% giáo viên và 95% phụ huynh đề nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Sáng cùng ngày, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng dẫn khuyến cáo của WHO và một số tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn, với tình hình dịch bệnh hiện tại, đã đến lúc Việt Nam xem xét thời điểm cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Hiện hầu hết địa phương đã điều chỉnh lịch nghỉ học của học sinh đến hết tháng 2, đi học trở lại vào đầu tháng 3 theo kiến nghị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 2. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 2 gửi văn bản tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cho học sinh cả nước nghỉ học hết tháng 3, học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra cuối tháng 7, chậm hơn một tháng so với năm 2019.